Không nói gì thêm nữa nha các bạn ơi, tiếp tục lại là một bài hát đến với channel của mày biết hát của mình nha. Hôm nay mình sẽ hát đó là bài Chuyến Xe Cuộc Đời. Bài này hơi nhạc buồn buồn nha các bạn ơi, nghe đã đỡ đi nha nha nha. Biết anh vẫn đang.